khảo cổ học đã tìm thấy hóa thạch của hổ răng kiếm ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Khoảng 10.000 năm trước, hổ răng kiếm đã tuyệt chủng và mặc dù nguyên nhân chính xác dẫn đến sự kiện này vẫn chưa được biết rõ. Những loài hổ răng kiếm đó có khả năng đã tuyệt chủng do sự thay đổi của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những bí ẩn xoay quanh loài vật này vẫn còn rất nhiều. Một số hộp sọ được khôi phục của người tiền sử có ghi dấu ấn những vết thương do răng nanh dài, được cho là của hổ răng kiếm. Bằng chứng này cho thấy con người và hổ răng kiếm có thể đã tấn công lẫn nhau trong kỷ Pleistocene. Một giả thuyết khác khá thuyết phục cũng cho rằng con người đã săn bắt Smilodon đến mức tuyệt chủng, vì chúng vốn không có động vật thiên địch tự nhiên nào trước con người.